Ăn ngồi làm nó ăn gì nè, nghe được cốc 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 cốc. Đi ra ngoài không thấy ai mở, không thấy ai. Lúc đó đi ra ngoài thêm nữa, thấy ma lai đang đứng ăn cắp bò. Ma lai luôn á hả? Trời ơi, thấy ma lai ăn cắp bò luôn. Kệ cô gì kìa. Hôm đó đang nấu ăn nè, thấy một con ma lai này ăn cắp bò hoài luôn. Thấy gì sợ chạy, đi dọn nhà đi. Mà em biết bữa trên đây luôn nữa. Đâu? Dán bùa rồi mà vẫn bị hả? Rồi bây giờ chú hỏi con sau nãy con chạy đâu vậy? Con nghe ai chửi con. Nghe ai chửi hả? Trời ơi, ai cho chúng mày vô trong đây. Con chạy đi lại lại. Con chạy ra ngoài luôn. Cái gì? Con nghe ai chửi con. Ai cho chúng mày vô trong đây. Ba tiếng hoài luôn. Ở đâu? Nghe đường chú hỏi con vô. Lúc đó đi ngang cái nhà đó nghe gì luôn. Thì sao con không nói mọi người? Thôi con nói. Xin chào tất cả mọi người. Hello. Vũ Địch đang ở đây là chỗ lò thiêu nha mọi người. Có gặp mấy bạn nhỏ người dân tộc ở đây nữa mọi người. Thì mấy bạn đó có nói là ở kế bên lò thiêu này có một căn nhà rất là ghê và đáng sợ. Người ta đã phải bỏ đi hả con? Đâu bây giờ con kể chi tiết cho mọi người nghe đi. Đó, con quanh đây nè. Con bị ai nhắc con có là ra cái khu này mày không được lại khu này. Có bà luôn. Khu này tao kéo cổ mày. Ở đây á hả? Cái nhà mày hết đó. Con nghĩ về được nhiều. Vô nhà tao nói vậy này. Con chạy ra ngoài chung cái ngày luôn. Rồi cái nhà đó là hồi xưa người ta ở hả? Rồi dạ. Sao? Tao thấy mà tao sợ quá tao giận đi luôn. Thì chỗ này kế bên lò thiêu mà bởi cho nên là rất là nhiều ma. Rồi trong cái nhà nó còn có cái gì lạ lạ nữa không? Có tủ gì có gì nhóc luôn cậu. Tao người ta không dám đem đi luôn. Dán bùa luôn á. Dán bùa nữa hả? Bùa đâu? Để giờ chú vô theo con nè. Đây đây. Bây giờ mấy bạn nhỏ sẽ dẫn Vũ Định cũng như là mấy bạn nhỏ sẽ dẫn Vũ Định và tất cả mọi người đi khám phá thử căn nhà đó nha mọi người. Phía bên đây là lò thiêu á mọi người. Mấy bạn nhỏ nói là ở cái khu này á, là rất là nhiều ma. Mà cũng đúng thôi mọi người à. Bởi vì ở đây á, là mọi người xem những cái cây nè. Đây là những cây mà cổ thụ mà rất là lâu năm lâu đời rồi. Và trong đây thì là lò thiêu nữa. Bởi cho nên là ở đây thì cái chuyện tâm linh đó là chuyện dĩ nhiên là phải có rồi mọi người à. Đó là lò thiêu á mọi người. Còn kia chắc là bạn ấy nói là căn nhà kia quá. Căn nhà ở trong bỏ hoang. Cái này giống cái chuồng bò mà lần quá hả con? Cái này chuồng bò của ai? Hả? Để rơm á hả? Người ta còn dùng không? Ồ, nhà này á hả? Trời, cái gì? Ở ngoài luôn á. Ừ, thì gió đập thôi. Con với mình thả dèo nè. Ủa ờ. Nó dính cây nè. Ở đây có viết chữ gì kìa phải không? Có viết chữ gì kìa. Con chỉ đọc được cái chữ cấm à. Nhà này gì? Hả? Gì không chủ cấm vào. Cấm đào đường hả? Không chủ cấm vào cấm đào đường. Cái này là căn nhà này là trước đây là người ta ở bao nhiêu người con? Có hai người. Hai người là một gia đình đó hả? Là có hai vợ chồng hay là sao? Hai vợ chồng ở. Hai vợ chồng ở, không có con hả? Không, con ngủ con nhà của bên kia mà không có đây đâu. Không, ý chú hỏi là hai vợ chồng chưa có con hả? Chưa. Là hai vợ chồng ở bao nhiêu tuổi? Có 20 hay là 30 à. Ủa con trẻ hả? Rồi bây giờ về đi đâu rồi? Rồi nhà này nào giờ bỏ không? Dạ. Rồi theo lời kể của hai vợ chồng đó là kể làm sao? Kể đó là tại có đang ngồi làm nó ăn gì nè, nghe được cốc 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 cốc. Đi ra ngoài không thấy ai mở, không thấy ai. Lúc đó đi ra ngoài thêm nữa, thấy ma lai đang đứng ăn cắp bò. Ma lai luôn á hả? Trời ơi. Thấy ma lai ăn cắp bò luôn. Kệ cô gì kìa. Hả? Lúc đó đang nấu ăn nè.
Thấy thấy một con ma la nhà ăn cướp bò hoài luôn. Thấy dữ sợ chạy đi dọn nhà đi. Mẹ biết bữa trên đây luôn nhỉ. Đâu? Dán bùa rồi mà vẫn bị hả? Ở đây không biết trước là cái gì hả con? Đâu? À, cái bùa này là bùa cửa trước nhà thì rất là nhiều nhà thời xưa người ta dán thôi, đâu có gì đâu. Khóa cửa rồi. Này là cái khu vườn của cái nhà này luôn á hả? Có giếng cổ rồi nữa hả? Hả? Giếng để tắm hả? Trước ở đây người ta có cất nhà hay cất cái gì ở đây không? Ở đây trước cây nhiều lắm hả? Đây còn những cái giếng cổ nè mọi người. Rồi mọi lần là chủ nhà nói là thấy ma lai ở đâu? Ở đâu con? Hả? Trong đó đó hả? Đâu đi được rồi. Con dẫn rồi cái chỗ ma lai đứng là chỗ nào? Bay những gốc dừa đó hả? Ở đây có một cái hồ nữa. Hồ cá sấu hả? Không, cá sấu đâu, tao bắt cá sấu rồi. Bắt chưa? Bắt rồi. Mà có không? Có. Có hả? Bay trên ngọn cái dừa. Ma lai ăn cướp bò hả? À, đúng rồi, ma thì ma lai thì nó ăn cướp người với lại nhưng mà chưa nghe nói ăn cướp bò bao giờ. Ở đây á hả? Ồ, vậy là vợ chồng trẻ mới cưới. Còn trẻ. Và bây giờ mình đi vào khám phá thử căn nhà coi ở trong còn gì không? Không dám vô hả? Thì mình đứng gần ở ngoài mình quay ở trong coi còn gì không? Trong còn đồ đạc không? Còn luôn hả? Người ta không dám đem đi hả? Người ta để đó luôn. Ở đây thì đúng là người ta bỏ hoang lâu rồi mọi người. Tại vì những cái cây nó mọc lên rất là âm tầm. Nếu mà có người ra vào thì mình sẽ thấy cái đường đi hoặc là cái lằn. Wow, con ơi, mấy con, vậy là người ta bỏ căn nhà này là khoảng bao lâu rồi? Không nhớ. Không nhớ hả? Anh kia. Cái chuyện này xảy ra lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là bao lâu? Mà sao con biết được cái chuyện này, ai kể cho con hay là chính con nghe? Chính con nghe luôn. Chính con nghe luôn hả? Chắc cũng cỡ vài năm trước á. Ở đây có cái gì nè? Không, cái gì nè? Cái gì ở trên cái tổ ong á hả? Còn ong không? Còn ong không? Ở đây có một cái tổ ong nhìn rất là lạ nè mọi người. Chạy đâu vậy này? Tính bỏ quay clip à? Tụi ma. Đi đâu vậy con? Tụi ma. Cái gì vậy? Trong kia. Cái gì vậy? Bạn có thấy gì vậy? Thấy gì thế? Nhưng mà chú hả? Đã rồi mà cái cổ kia nó còn đập rồi. Sao bạn nó chạy đi đâu vậy? Bây giờ để cho mọi người xem bây giờ đang là mấy giờ nha mọi người. 11:39 buổi trưa. Để coi căn nhà coi trong còn gì không. Này là nhà tôn thôi mọi người, được vây xung quanh là bằng tôn. Thì những căn nhà này thì nếu mà có gió có mưa thì nó gây tiếng ồn. Đúng rồi. Nó gây tiếng ồn rất là nhiều. Xin phép được quay ở trong căn nhà này. Tấm vải đỏ. Còn một chiếc giường. Chắc
tủ giường các thứ rồi cũng còn. Vậy là người ta đi người ta không đem theo hả? Rồi bạn Thiên đâu rồi? Sợ chạy rồi hả? Kêu bạn Thiên dẫn tới nhà để quay mà bạn không dám mọi người. Bạn nó nói không dám lại gần cái căn nhà này. Thôi đi ra đi mấy con. Đi. Vậy là căn nhà ở đây là chỗ này là không ai dám vào luôn hả? Ừ, có những cái tiếng tôn nó bị xúc ra cho nên là chó nó đập vào thì nó gây cảm giác như là mình hơi sợ thôi mọi người. Này là do gió thôi chứ đâu có gì đâu. Lâu ngày quá thì nó sẽ bị mục và nó xúc ra. Nó kêu bạn Thiên lại ơi. Thiên lại đây. Có gì đâu mà sợ, đi với chú đừng sợ. Ừ, có chú đây mà sợ gì. Còn cái nhà bên đó là có người ở không con? Nhà bên đó đó. Có cái ông gì đó. Ông ở với ai? Ông nuôi á. Ông nuôi con nó ngủ mình á. Ngủ mình luôn. Ông ở lò thiêu mà không sợ hả? Ở một mình ngay chỗ lò thiêu luôn mà không sợ. Cái khu này á mọi người là cái khu này là chỗ lò thiêu mà chỉ có một căn nhà của ông gì, ông tên gì? Đây là cái lò thiêu nè mọi người. Ở xóm này thì mấy bạn nhỏ thường là hay ra lò thiêu chơi. Mấy con có thường vào lò thiêu chơi không? Ồ, ở đây có một cái ao và có một cái cầu cá nha mọi người. Cầu cá thì chỉ có ở miền Tây rồi bây giờ mới còn thôi. Ở đây là căn nhà này là của theo các bạn nhỏ. Là đây con, sao con đi đâu vậy? Hả? Cái gì? Đứa đó nó biết trong xóm nhất nhiều nhất á. Nó biết nhiều nhất hả? À, bây giờ chú hỏi con sau nãy con chạy đâu vậy? Con nghe chửi con. Nghe ai chửi hả? Cho chúng mày vô trong đây. Con chạy đi ngoài lại. Con chạy ra ngoài luôn. Cái gì? Con nghe ai chửi con. Ai cho chúng mày vô trong đây. Ba tiếng ngoài luôn. Ở đâu? Nghe đường chứ mãi con vô. Lúc đó đi ngang cái nhà đó nghe gì luôn. Thì sao con không nói mọi người? Thôi con nghe nói. Con nghe ai chửi con sợ quá chạy. Rồi á chú vô định chú còn nhớ cái clip mà tụi con muốn lên đây không? À. Rồi con coi lại á, con thấy có cái bóng gì ở đây nữa nè. Vậy hả? Con thấy hả? Bữa đó con cũng thấy nữa. Bữa đó con coi lại và con lại đây chứ. Thấy hồi bé nó đứng coi. Mấy con thấy. Chứ còn thấy cái bóng bé bóng trắng nữa. Thấy bóng trắng. Thì chú thằng đó nó bị mai nhát rồi đó. Ở đâu? Đâu kêu bạn ở lại ơi. Mà nhát ở đâu? Rồi mấy con ở đây đi cho mát, đừng đi qua căn nhà đó nữa. Nãy thấy gì mà không kêu mọi người sao con bỏ chạy? Con nói giờ con thấy ai kêu con rồi con chạy con muốn nói. Có sợ người xạo đó, con biết xạo gì nữa. Không đâu, không bao giờ con dám xạo đâu, tại vì con còn nhỏ mà mấy bạn nhỏ này thì không biết xạo rồi mọi người. Với lại nếu mà nói xạo thì ba mẹ xem những cái clip này ba mẹ sẽ chỉnh đốn lại đúng không? Với ở xóm thì người ta sẽ chắc liền mọi người. Đúng rồi, thì chú có nghe nói ở đây nhiều cho nên là chú... Đâu con lại đây? Lại đây con... Lại đây con tên gì? Thiệt. Hả? Thiệt hả? Thiệt. Cái gì? Thiệt hả? Đâu lại đây chú hỏi thăm chú coi. Lại đây. Kể chú nghe hồi đó con bị mai nhát ở đâu? Có đâu chứ. Hả? Ở đâu? Thôi bạn không muốn kể thôi. Rồi còn bên đằng sau đó là cái gì mấy đứa? Đằng sau đó là cái gì vậy? Rồi căn nhà này giờ này không có ai ở nhà hết hả? Đây căn nhà này có một người ở. Người ở thôi mọi người. Cái hồ cầu cá này là của ai? Chắc là của nhà chú ở đây phải không? Cầu cá này, nhà cầu cá này của ai con? Của ông đây hả? Ông đây ở con mình hả? Không có gia đình luôn. Không biết nữa, cái ông ở đây được con mình. Ủa con xóm này con không biết hả?
con cũng nhớ, ngày nào con nhớ gì nhỏ con chạy sạp á, cái ai chí luôn, cái đèn nó mắc con chạy luôn, chạy rút ruột vậy. Là cái ông mấy con ở xóm mà mấy con không có biết ông này các thứ hả? Không qua đây á. Không qua đây à? Ở dưới đây cái hồ người ta nuôi cá nè mọi người. Còn ở đây là người ta chắc nuôi bò phải không? Đây cũng như là một cái vườn trống thôi mọi người ơi. Có những cái cây si. Chỗ này mọi người xem những cái gốc cây thì ở Trà Vinh đó mọi người, nổi tiếng nhất Việt Nam, là được nhà nước công nhận là thành phố cây xanh nhất Việt Nam đó mọi người. Bởi vì là có những cái gốc cây cổ thụ mà rất là lâu đời, trên mấy trăm năm và mấy ngàn năm đó mọi người. Rồi mấy con lại đây. Đâu mấy con đứng vô ơi. Thì bữa nay là mấy bạn vẫn ổn định cùng tất cả khán giả. Thì bữa nay cảm ơn tất cả các con đã dẫn là đi khám phá và tìm hiểu thêm được một nơi tâm linh, có một cái căn nhà mà một cặp vợ chồng trẻ mà sợ mà phải bỏ đi bởi vì đã thấy Malai ăn thấy phải không? cái từ đó thì Vũ Định hơi tế nhị và đã phải dọn đi và bỏ hoang đến bây giờ mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của Vũ Định tới đây, mong rằng là mọi người hãy ủng hộ cho Vũ Định một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để Vũ Định có thêm động lực đi khám phá và tìm hiểu những điều độc lạ ở thế giới trên Việt Nam và cũng như là trên mọi miền tổ quốc nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.